Dạ em xin kính chào quý bà con cô bác cộng đồng mạng. Như mọi khi hôm nay cũng có một anh trai ở tỉnh rất là xa lên đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ tìm kiếm người thân. Đặc biệt dạo gần đây rất là nhiều các trường hợp cái bé gái bé trai dưới 18 tuổi bị các đối tượng dụ dỗ việc nhẹ lương cao hay là làm việc đa cấp đi rất là nhiều. Hôm nay sáng nay cũng rất là đông và hiện tại có một anh trai đến đây nhờ để tìm giúp con mình. Và câu chuyện như thế nào em xin mời quý bà con cô bác cộng đồng mạng cùng lắng nghe theo dõi hết video nhé. Dạ em xin chào anh trai, anh cho em hỏi mình tên là gì, mình đến từ đâu? Em tên Lê Sơn à. Hiện em ở Kiên Giang và đang làm việc ở tỉnh Bình Dương. Anh ở Kiên Giang và đang làm việc ở Bình Dương. Hôm nay anh đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp mình vụ việc gì? Dạ em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm giùm con em bỏ nhà đi vào ngày 5 tháng 8. Con của anh bỏ nhà đi. Dạ. Con anh phải người anh đang cầm trên tay tấm hình này không? Dạ đúng rồi. Con anh tên họ là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Lê Thị Trà My, 13 tuổi. 13 tuổi. Mất tích nay được bao nhiêu ngày rồi anh? Bên này 3 ngày. 3 ngày. Vì sao mất tích anh có biết được không? Hay là đã đi theo ai? Dạ không biết, nó đi lúc 10 giờ 2 phút đi con ghim lên chiếc xe ô tô màu trắng. 10 giờ màu trắng. Anh cho em hỏi thêm là bé hiện tại còn đi học hay đã đi làm? Bé nghỉ hè chuẩn bị lên học lớp 8, lên ở chung với mẹ. Mẹ có lập gia đình gác, lên ở chung tại phường khu phố 2, xã Hắc Dịch á. Là bé vẫn còn đi học nhưng mà anh và vợ đã ly hôn rồi đúng không? Dạ. Vậy là bé cùng ở với mẹ và ba dượng đúng không anh? Dạ. Rồi khi bé mất tích nay được 3 ngày, gia đình bên vợ anh, vợ cũ anh á, dạ, báo cho anh là lúc nào? Báo kèm với lúc trong đêm đó luôn. Trong đêm đó, anh có đến nhà và hỏi lý do vì sao con mình bỏ đi không? Dạ, em không có đến nhà nhưng hỏi lý do sao đi, nó nói là không biết, tự nhiên nửa đêm nó bỏ nó đi mất tiêu, check camera lại là thấy lên chiếc xe ô tô màu trắng, xe 7 chỗ. Là anh hỏi, anh chỉ điện thoại tới thôi, anh có ở gần nó không? Dạ ở xa. Ở xa là kêu không biết. Rồi anh hỏi, anh có biết lý do nhưng anh có hỏi gia đình, đặc biệt là bé có hòa thuận với ba dượng và mẹ ở nhà có hay la lầy hay là không hợp nhau không? Dạ em có hỏi nhưng mà mẹ nó nói không có ai la lầy, nhưng tự nhiên nó bỏ nó đi em cũng không biết đi đâu nữa. Tại vì mẹ nói vậy thôi đúng không? Dạ. Rồi trước đó thì bao lâu anh thăm con một lần? Dạ 2-3 năm nay mà không được, em không có về thăm con, em gửi Tết em gửi tiền về cho con mà. Là 2-3 năm rồi anh không có về. Anh có thường xuyên gọi điện cho con mình không? Có gọi. Gọi thường xuyên không? Gọi thường xuyên. Rồi con anh có tâm sự là ở cùng với cha dượng hay là mẹ, có buồn hay là có muốn ý định gì không? Dạ không, nó ở với ngoại, nó học, hỏi thăm con cái lúc này học hành sao, ăn cái gì. Gọi cả đến hôm nó điện tôi, nó xin tiền nó đi học. Nó xin tiền đi học hả? Xin tiền đóng tiền học chứ, học lớp 8 lên với mẹ nó ở trên, rồi chưa được tháng rồi tự nhiên nó bỏ đi luôn. Là trước đó là bé sống với ai mà anh kêu lên? Sống với ngoại, bà ngoại, rồi mẹ là... với ngoại, bà ngoại mất rồi. Rồi cái nó về ở với mẹ đang đi học. Cái ông ba cho tiền con đóng tiền trường, chứ mua cái điện thoại. Rồi bà bình qua lại con, bà có tiền. Dạ rồi, anh bình tĩnh ha. Như thông tin anh chia sẻ thì trước đó giờ là bé sống cùng với ông bà ngoại dưới quê. Một tháng nay chỉ mới lên được một tháng thôi đúng không? Lên đường thang mới và sau đó thì có điện thoại cho anh là xin tiền đóng tiền học. Anh có hỏi vì sao lại phải xin tiền mình để đóng tiền học? Vì bé hiện tại đang ở cùng với mẹ và cũng có ba bên đó hay không? Mẹ mình không có lo được hả? Mẹ nói mẹ lo tiền tập sách, ba cho tiền đóng tiền học nó rồi nó đòi xin điện thoại nó hư, tôi mua cho hư rồi. Cái nó ba bệnh hoài, cái này ba mà không được nữa. Cái mẹ nó nói thôi để cho cái điện thoại cũ xài, rồi không biết cái điện thoại gì cũng không biết luôn. Bé năm nay chỉ mới 13 tuổi thôi đúng không? Dạ. Dạ kính thưa quý bà con cô bác cùng mẹ, hiện tại là anh trai ở tỉnh rất xa lên đây nhờ tìm con gái của mình, năm nay chỉ mới 13 tuổi thôi, mất tích nay được 3 ngày rồi.
Em xin nhắc lại là ai đen là người dẫn bé đi, ai đen là người dụ dỗ bé thì hãy nhanh chóng thả bé về, cũng như có thể gọi trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hoặc gọi điện thoại cho người nhà bé rước bé về, vì bé chỉ mới 13 tuổi. Cho dù bé chấp nhận đi hay là bé đồng ý đi với ai chăng nữa thì cha mẹ đưa đơn ra cơ quan chức năng, người đó sẽ dẫn ở tù vì tội là dẫn người trái pháp luật, giam giữ người trái pháp luật, vì bé còn toàn quyền dưới quyền kiểm soát của cha mẹ mình nên không ai có quyền dụ dỗ bé đi. Đây là tội dụ dỗ cũng như là bắt cóc người ha. Nên đây là cơ hội cuối cùng, nếu như ai là người dẫn dụ bé đi hãy nhanh chóng thả bé về, còn không có thể gọi trực tiếp cho đoàn hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913 78 5858. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ đến rước đưa bé về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu như bé em đang gặp khó khăn gì đó, em không thể quay về được cũng như là em không thể tự đi được, thì em có thể mượn điện thoại hay là em nhờ ai đó gọi điện cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại như trên anh mới đọc, để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có thể đến giúp em quay về với gia đình. Vì em còn quá nhỏ, bên ngoài rất là nhiều cám dỗ, lời ngon tiếng ngọt, việc nhẹ lương cao hay là theo người yêu gì đó. Nếu như người yêu em mà thương em thật lòng thì không bao giờ xúi dục em bỏ nhà đi. Một người thương thì sẽ đến nhà ra mắt ba mẹ để qua lại cho em tiếp tục việc học tập, chứ không phải là để dụ dỗ em đi ra khỏi nhà, như vậy là chỉ lợi dụng em thôi nha. Còn em xin nhắc mạnh, bé 13 tuổi, đây là cơ hội cuối cùng cho người dẫn dụ bé đi. Nếu như hôm nay còn không khả bây giờ không gọi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tung quân cũng như là phối hợp với cơ quan chức năng khi tìm đến, thì lúc đó mình không còn cơ hội để nói chuyện nữa, lúc đó thì mình bóc 7-8-10 cũng lịch rồi ha. Anh trai cho em hỏi thêm, vì sao hôm nay mẹ của bé không lên đây để tìm kiếm con mình? Dạ, mẹ cháu ở Vũng Tàu xa quá, với lại bạn mấy cháu cũng nhỏ đi không được, cho nên em nhờ con nhỏ nhờ. Nhất của chị là bao nhiêu tuổi em cũng không gần, em có gì chứ. Có bao con tuổi nhỏ thì em biết, nhưng mà đừng có dùng cái từ xa ở đây, vì khi một đứa con của mình đứt ruột đẻ ra mất tích nay được 3 ngày rồi mà kêu ở xa, cho dù người ta ở tận nước ngoài hay tận ngoài Bắc, người ta vẫn bay bay vào đây được để tìm kiếm con mình là chính. Người ta có thể bỏ hết gia tài ra để đi để tìm, để đăng tin hay tất cả những gì để có thể tìm được con mình thôi ha. Còn lên đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình cũng như là tung quân dùng chia sẻ cho tất cả anh em liên quân khu vực phía Nam để tìm kiếm. Cho dù tìm được hay không tìm được cũng không bao giờ lấy ai bất cứ một đồng nào, vì đội hiệp sĩ Nguyễn Hải làm việc miễn phí hoàn toàn, nên bà con cô bác cứ yên tâm vấn đề đó ha. Anh có hỏi thêm về vợ anh có những cái thông tin gì thêm không, hay chỉ nói là 10 giờ đi đến bây giờ là mất tích, không có thêm một thông tin nào nữa? Có em hỏi lý do nào đi, hỏi trong người thân trong bên gia chồng mới á, có ai quen thường xuyên nói chuyện với nó không, để tìm hiểu coi nó là bị người ta dụ hay là hoặc là bị ngay trên Facebook nó lên mạng bị người ta dụ. Em nghi ngờ những hai cái đó thôi chứ không có ngoài trường hợp nào khác hết. Thì như thông tin anh nói thì cũng hơi khó, vì anh ở xa, anh đến 1-2 năm nay anh không có quay về chứ gặp con mình. Người trực tiếp ở cùng là mẹ, nhưng mà mẹ là không đến đây. Không tin cũng rất là mờ mịt, anh chỉ biết con mình đi mất tích vào lúc 10 giờ tối nay được 3 ngày thôi. Còn như không tin, thí dụ con mình trước đó quen qua lại hay là có bạn bè với ai, đi cùng ai, trước đó có đi chơi hay gì không, thì anh lại không biết được thông tin quan trọng đó, để anh em có thể truy quét nó rõ ràng hơn. Người có cung cấp thông tin lại hôm nay là không đến đây, đó chính là người mẹ ha. Nên một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng cùng đội hiệp sĩ Nguyễn Hải mạnh tay chia sẻ video này, để ai thấy được bé gái trong hình này ở đâu xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp em, số điện thoại là 0913 78 5858, vì bé chỉ mới 13 tuổi, tuổi còn rất là nhỏ, bên ngoài rất là nhiều cám dỗ nên rất là nguy hiểm. Chủ yếu là nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng ở khắp nơi để chia sẻ tìm kiếm cũng như gặp bé để báo cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải cũng như là gia đình thôi. Anh có đôi lời nào muốn gửi đến con của mình nếu như con mình xem được video này không? Anh nói đi. Nếu mi con xem được video này, con mau nhanh chóng về với ba, về hai cho con sống với nhau, quá dễ ăn đấy. Chỉ sống với người ta khổ lắm, thấy gì đâu có lo cho con gì ba đâu, không có tiền nhưng ba cha con có cái gì nhường nhau ăn. Ba từ nhỏ ba sống xứ người, ba biết ba hiểu,
kinh khổ thế nào tới khi vậy, anh hiếp nữa. Bé gái em cũng đã thấy rồi, cha mình công việc rất là nhiều, nhưng khi nghe tin mình mất tích, bỏ hết công việc lên đây khóc rất là nhiều từ sớm đến giờ để mong muốn tìm được em. Nếu như em đang sống cùng ai hay là em đang làm công việc gì ở đâu thì em hãy gọi điện và báo cho gia đình mình một tiếng để gia đình mình bớt lo lắng, thì biết đang làm yên ổn chỗ đó. Cha mình chỉ cần biết thông tin là đang ở đâu đó để yên tâm ha. Còn như em đang bị uy hiếp hay là đang bị giam giữ, hãy trực tiếp gọi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải. Còn không thì em có thể nhờ ai đó gọi đến số điện thoại là 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đến giúp đưa em về với gia đình. Rồi anh trai cho hỏi sự việc này mình đã trình báo công an chức năng chưa? Dạ mẹ nó có trình báo với công an phường Hắc Kịch với thị xã Phú Mỹ. Mình báo rồi đúng không? Dạ. Rồi ví dụ nếu như bây giờ có một người nào đó chở con mình về trả với gia đình mình có chấp nhận rút đơn bỏ qua hết sự việc không? Dạ em chấp nhận ạ. Bây giờ mình chỉ cần con mình quay về. Chỉ cần con của em không cần gì hết. Rồi. Nếu như ai đang là người dẫn bé đi cũng đã nghe được rồi, chính là người cha của bé đã nói rồi, nếu như bây giờ đưa bây giờ gia đình sẽ rút đơn, không có kiện cáo gì nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Còn như nếu cố chấp thì đội hiệp sĩ Nguyễn Hải phối hợp cùng cơ quan chức năng đến trực tiếp đến chỗ thì mình không còn cơ hội để nói chuyện hay là xin lỗi xin tha nữa đâu ha. Lúc đó là mình ủ tờ 70 cuốn gì rồi ha. Rồi anh có đôi lời nào đến gửi đến bà con cô bác cộng đồng mạng không? Dạ em nhờ cộng đồng mạng với anh em trong đội hiệp sĩ Nguyễn Ninh Hải giúp đỡ gia đình em giùm, em chân thành cảm ơn. Rồi toàn bộ thông tin của anh nãy giờ chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật hay không? Dạ đúng sự thật, nếu có sai trái gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ rồi, khi anh đây lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải quay phim ghi hình, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ đăng lên tất cả trên mạng xã hội, anh có chấp nhận không? Dạ chấp nhận ạ. Đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đăng lên rồi sẽ không bao giờ gỡ video xuống, anh có chấp nhận không? Chấp nhận anh. Vì đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đăng lên thứ nhất là để cho bà con cô bác có con cái còn nhỏ để cảnh giác cũng như là chia sẻ, để đặc biệt quan tâm đến con của mình nhiều hơn. Vì rất là nhiều cái trường hợp nhiều năm trở lại đây, bé trai bé gái dưới 18 tuổi rất nhiều đối tượng lừa đảo dụ dỗ việc nhẹ lương cao cũng như là người yêu dụ ra khỏi nhà, nên đây cũng là thông điệp cũng như là lời cảnh giác cho những người làm cha làm mẹ xem được để cảnh giác ha. Dạ. Rồi một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng mạng mạnh tay chung tay góp sức cùng đội hiệp sĩ Nguyễn Hải để nhanh chóng tìm bé gái về với gia đình nhanh nhất có thể ha. Rồi anh một lần nữa đọc rõ họ tên con mình giúp em ha. Dạ cháu là Lê Thị Trà My. Lê Thị Trà My. Dạ. Sinh ngày tháng năm sinh bao nhiêu anh? Để em coi, năm 2 sinh năm 2010. 2010 là năm nay chỉ mới 13 tuổi. 13 tuổi. Dạ rồi, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác cũng như là cộng đồng mạng đã quan tâm theo dõi đại sĩ Nguyễn Hình Hải trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.